Hi everybody, welcome back to my channel. If you're new here, thanks for joining, and if you've already subscribed, thank you so much. So I know a lot of you guys enjoyed my Vietnam vlogs with my family when I went to Vietnam in February, and I already posted all the vlogs, but I still have a couple related videos coming up. So today's video is a bit long, which is why I didn't include it in the vlogs when I posted the vlogs. I am going to read a book to my nieces, and I hope you guys enjoy seeing that. My Vietnamese is terrible. You can see they're totally judging me when I read the book. So yeah, it's kind of entertaining. So I hope you guys enjoy it. And yeah, let me know in the comments if you want to see more videos where I try to speak Vietnamese, and I will see what I can do. Just go ahead and enjoy the story that I read to my nieces about starfruit, and let me know what you think in the comments. All right, she's just showed me her desk. Look how good it is. And she's got all her stuff set up. Wow, even a calculator. Is this one? Cái chuyện cho con. Okay, let's go. Mày cô. I'm gonna read this book. Đi xem cái chuyện. Ngồi xuống. All right, we're gonna read this book together. So, cuốn sách này là cây khế. Cây khế. Sóc nhớ. Sóc nhớ. Mà Minh Anh đi ra và có ba quả khế. Star fruit tree. Oh wow, so long. So, ngày xưa có hai anh em nhà kia. Chẳng may mỏ coi cả trà lãn mẹ thư rất sớm. Thủy cùng một cha mẹ sinh ra. Nhường thính khí, thính khí của hai người trái ngục nhầu. Người anh tham lam lười biếng, còn người em lại hiên lành chăm chỉ, cũng nhờ vào sự lầm lụng chuyển cần của người em mà hai anh em mới có một cơ ngơi. Ngôi khang trang đẹp đẽ. I have no idea what I just read. All right, let's continue. Oh, and this is the picture. Okay. Sau khi người anh lấy vợ, người em vẫn ở chung nhà với anh chị. Nhưng đến khi người em lập gia đình, người anh liền bàn với vợ cho hai vợ chồng người em già ở riêng. Với thầm địa thầm lầm, người anh chiếm lái hết cả nhà của dông vườn, phải không? Phải. Chỉ chia cho vợ chồng người em một ngôi nhà lá đột rột nắp cùng một cây khế trúc của so they get the star fruits tree there. Can they see it? Okay. The next page says, oh, this is a long book. Tuy vậy, hai vợ chồng người em không hề cà thấn nửa lời mà ngày ngày hộ thầy nhậu chấm bốn trò cây khế và cây thuế. Cây khế. Cây khế. Quốc mướn nơi tân. Năm ấy không hiểu vì sao cây khế xài dụng, vì thế hàng ngày người em hái khế cho vợ đem đi bán để có thêm khoản chi tiêu cho gia đình.
Cái này. Ờ. Đây nhím giờ rồi cho. Ok. Và bây giờ ở đây. Một sớm kia hai vợ chồng người em đình hái khế đem đi bán thì chợt thấy một con chim rất lớn có bộ bộ lông rất rõ bày đen độ trên cây. Nó mở khế ăn lia lịa kiến quả vậy đi khá nhiều. Vợ người em không đuôi chim mà chỉ khế thần. Chim ơi, chim ăn nhớ thì con đầu khế, ông nào khế để thôi đem ra chợ bán nữa. Nghe vậy, chim liền cất tiếng nhẹ nhàng nói vòng súng ăn một quả trả cúc vàng mày mây. Cúi ba gan mang đi mà đụng. How do you know the words? How did you know? What the heck? Lấy túi ba gan đem đi mà đụng. Huy knew the words and he's not even in here. Okay. Oh, I forgot to show the picture. Hing. There's the bird. Chim. Okay. So, theo lời chim, đêm hôm ấy, vợ người em khâu cho chồng một cái túi đúng bà gàng. Sáng hôm sau, chim hạ cánh xuống gốc khế và đỡ người em ngồi lên lưng. Rồi chim sải rồng đôi cánh sắc sỡ bay vút lên bầu trời lồng lộng. Chim bay qua biển đưa người em tới một hòn đào ngập trần ánh sáng lung linh. Lung linh. Lung linh. Ok. Thì ra ánh sáng ấy phát ra từ vô số vàng bạc châu báu trên đảo. Chim hạ cánh xuống rồi bảo tranh có thể lái lái bao nhiêu. Bao nhiêu vàng ở đây thùy thiết. Nhưng người em chỉ lái vàng đến lưng thúi rồi nhanh chóng cùng chim rồi rời khỏi đảo. She's judging me. Chim she's so judging me right now. Chim nhẹ nhàng đưa người em cùng túi vàng nhỏ bay qua biển trở về nhà. I don't know, I guess he's flying around. My guess is the bird's flying around. I don't really know what's happening in the story. Okay. Từ đó, vợ chồng người em trở nên giàu có. Hậu mua thóc gạo rồi mang giúp đỡ những người nghèo khó trong vườn. Oh wow, rich people helping the poor. Đồng thời hậu cũng không quên chăm sóc cây khế đã đem lại may mắn cho mình. So they're taking care of their starfruit trees. They don't forget to do that. Okay. Thầy hai vợ chồng người em đột nhiên trở nên giàu có. Vợ chồng người anh vội kéo
sang nhà người em hỏi hẳn. Người em thất thà kể lại câu chuyện về con chim thần ăn khế trả ơn. Nghe thấy, người anh liền bảo: nếu vậy thì em đòi nhà cho anh để anh chị cũng được hưởng lộc của cây khế. Hai vợ chồng người em liền vui vẻ ưng thuận. Wow, this is a long book. Oh, so long. Okay. Ngày đêm đó, vợ người anh lấy vườn vải đình khâu một cài túi bà găng. Nhưng người chồng lại bảo phải khâu túi 9,000 để đựng được nhiều vàng. Người vợ nghe vậy thích quá, vội hầm hở lâm ngày. Rồi hai vợ chồng trông đèn suốt đêm ngóng ngóng chờ chim. Nhím có hiểu không? Còn sáng không sao chim thân vừa đến ăn khế, người anh liền đứng dưới gốc cây trường chiếu. Cả nhà chúng tôi trông vào có cây khế, chim ăn nhiều thế ăn như thế thổi sống khế, vào đâu ăn như khế thế thổi sống vào đầu, cũng như làn trước chim liền đập ăn một quả chả cúc vần. Mày thúi bà găng mang đi mà đường đựng. Người anh vợi giờ ngay cái thùi ra trước mặt chim. Thế là chim thần lại đưa người anh hạ xuống hồn đảo đầy châu báu. Oh, this is so long. Oh, almost done. 1, 2, 3. Oh, almost done. Okay. 4 more pages. Vừa đặt chân xuống đảo, người anh hòa cả mất trước một khô vàng bạc châu báu sáng lấp lánh rải khắp nơi. Người anh vợi vờ hết vàng bạc châu báu cho vào đầy cái túi 9,000 rồi thì khục chát lên lưng chìm. Vì cái túi quá lớn hả? Vì cái túi quá nặng. À, vì cái túi quá lớn nên người anh đành phải ngồi ngất ngưỡng lên miệng thúi. Chim có hết giúp vợ mà canh mới đưa đọc được người anh cùng túi vàng nặng chích lên cao. Khi bay qua biển bỗng có một trận gió nổi lên rất mạnh. Chim vội bảo người anh hãy mau bỏ bớt vàng đi cho nhẹ kẻo thà không đủ sức bay về đến nhà đâu. Nhưng người anh nhất quyết: không, tôi sẽ không vút đi cất vàng nào cả. Chim cứ cò bay đi. Goodbye, bird. Get the heck out of here, bird. I think that's what they said. Okay. Whoa. Okay. Sắp hết. Okay.
chim gắng sấp bầy ngực gió cỏ gấp hẳn xuống đồi cánh đạp mỗi lúc một yêu dàn. Đúng lúc đó một cơn gió mạnh nơi lên khiến chim lặng sang một bên vầng trồng túi cũng đỏ sâu sang theo khiến chiếc túi thuộc khỏi lưng chim kéo theo người anh rơi xuống chỉ trong chớp mắt cả thui vàng cùng người anh tham lam đã chim sâu xuống đầy biển. Chim luôn một vòng rồi vỗ cánh bay về phía chân trời xa. Trong khi đó vợ người anh đang đứng đôi dưới gọc khế với hy vọng chồng về với cả túi vàng thơ để trở nên giàu có. Nhưng hỡi ơi, chị thà cứ chờ mãi chờ mãi mà chẳng hề thấy bồng chim và ngươi chồng cung túi vàng trôi về. Hết rồi. Nhím và sắp chích không. Bye. So that's it. I hope you guys enjoyed. Maybe it gave you a little laugh to see me mispronouncing the words. But yeah, it was really fun to read to them. I actually read a lot of books to them, but I didn't film every time I was reading. I just filmed this one, and it turned out to be an extra long book and extra difficult. I read some like shorter books to them too. But anyways, I hope you guys enjoyed that video. Give it a thumbs up if you liked it. Comment down below if you want to see more Vietnamese language related videos. And subscribe if you haven't already subscribed. Thank you so much. I love you all so, so much, and I'll see you guys in the next video. Bye!